tập của em dạo này tiến bộ hơn rồi đó. Dạ. Được rồi, để cô coi. Với thành tích học tập của em bây giờ á, thì cơ hội vào trường Bách Khoa và trường Nhân Văn thì không thể. Không, không sao, nhưng mà chúng ta có thể hạ xuống chút xíu. À, trường Nhân Văn thì được đó. Thôi, em không thích. Cô đừng hù em. Em không thích thi vũ trường ở đâu. Không có học về. Em, nghỉ tan trái cây làm hoài vậy? Em phải dọn đồ cho nó gọn gàng nè. Quá trời ba cái đồ lặt vặt luôn. Nè Tâm Ý, mấy cái bằng khen của chú á, con lau cho sạch xong rồi cất vô thùng nha. Dạ con biết rồi con. Ủa, bảng điểm của cậu nè. Wow, chú hay thì có môn nào cũng được 10 luôn. Chứ sao nữa. Cậu á thì đứng nhất về các môn học, còn mình á thì đứng nhất từ dưới đếm lên trên. Hay thằng khoe nữa. Wow, chú đứng thứ 13 toàn quốc luôn nè. Đâu, đâu nữa. Đâu, đâu, chỗ nào, chỗ nào. Chỗ nào. À, 13 kìa, đứng thứ 13. Wow. Trời ơi, hay quá à. Đếm nè. Hên thôi. Cái gì? Nè, thấy như vậy mà không biết suy nghĩ hả? Không biết mắc cỡ nữa hả? Có gì đâu, tại con không muốn thôi, con muốn là được hết luôn á. Cậu hay quá ha. Nghe đồn hình như cậu mới được tư vấn trường đại học thì phải. Hình như là cái trường Nhân Văn gì đúng không? Vậy mà còn bị đặc chảnh nữa. Cái trường Nhân Văn nó ra làm sao? Nó nằm ở đâu? Dạ, trường Nhân Văn là nó có học sinh nè, nó có giáo viên, có sân trường giống những cái trường khác vậy đó ba. Đó là như nó nằm đâu cũng chi Bình Chánh thì con cũng không rành nữa. Mốt cho mà đi xe bus. Nè, mẹ nói trước rồi đi nghe chưa? Mà học trường đại học Nhân Văn đó thì hả, từ kiếm tiền mà đi học, mẹ không có cho một cách nào hết á. Ai nói là con sẽ học ở trường đó chứ? Có đâu, con học ở trường đó đâu. Giỏi hay hả? Lắm con đó, học thì dở, đánh lộn thì giỏi, không biết giống ai trong cái nhà này nữa. Thì con là con của ba mẹ, con không giống ba giống mẹ thôi. Cái phần đàn ông là con giống ba là chắc rồi đó, còn phần mà chuyên gia đánh lộn mà chắc giống mẹ con chứ ai. Giống mà chúng bà kìa. Mày ngồi xích ra đi. Đứng lại. Thiệt là chú đứng thứ 13 toàn quốc luôn nè. Đâu, đâu nữa. Đâu, đâu, chỗ nào, chỗ nào. Chỗ nào. À, 13 kìa. Đứng thứ 13. Hay lắm. Học thì dở, đánh lộn thì giỏi, không biết giống ai trong cái nhà này nữa. Đứng nhất toàn trường thôi mà. Có gì đâu. Tại vì Trạng Nguyên không muốn học thôi. Một khi mà Trạng Nguyên đã muốn học rồi thì chỉ có đứng nhất. Vậy? Bài tập về nhà của em mà. Em gõ về sao anh học được? Nếu mà anh thấy ồn á thì ra ngoài sân mà học. Em mới phải là người ra sân á. Đi đây. Ồn quá. Anh đưa cho em. Không, mà. Không. Đưa đây, không em mét mẹ. Mét đi. Mẹ ơi. Mẹ. Mọi người đang chờ ở dưới kìa. Chiến đi bạn. Tôi không có đi được, bạn chơi đi. Sao vậy, bữa nay trận đấu quan trọng mà, không có bạn không có được đâu. Xin lỗi luôn á. Bạn cứ nói cho tôi nói là tôi không đi được. Tại tôi phải còn nhiều bài tập lắm. Nhưng mà mọi người đang chờ ở dưới mà. Thì bây giờ bạn xuống nói cho tôi nói đi, lấy cái cớ gì cũng được, nó là tôi kẹt rồi. Thôi không được đâu, mình chờ. Xong rồi đi liền đi chứ thôi, thiếu bạn không có được đâu. Bạn cứ dặn vậy sao tôi học? Hả? Thôi bạn đi xuống. Bạn nói cho tôi nói là tôi không đi được, tôi kẹt rồi nha. Đi, 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 đi. Làm ơn, làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi. Đi. Băng, 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 băng. Ê, cái gì vậy? Băng, 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 không băng, băng, băng. Ngưng chưa? Ngưng đi. Ai biểu anh lấy cái tập về nhà của em á? Cái con khùng này. Ủa, cái máy tính của anh nè. Băng 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 băng. Dạ. Chạy cho em đi. Băng băng băng. Nè Tâm Ý, cô có ghi đầy đủ trên này nè. Con ra siêu thị con mua đúng ở trong đó cho cô nha. Dạ, con biết rồi cô. Ừ. Băng băng băng. Đưa cái súng đây. Không. Đưa cái súng đây. Băng băng băng. Đưa đây. Ôi, cái gì vậy đi?
Thôi gì mà ồn ào vậy? Con làm cái gì vậy hả? Suốt ngày ăn hiếp em hoài à? Con... anh ai đòi đánh con kìa. Đánh hồi nào? Con đánh hồi nào? Con đang học, nó vô trong phòng con nó xịt nước con nè. Học đâu mà học, toàn chơi game không chứ học não quá. Ủa ba, con thử coi sao ba Dũng. Mày chơi game để con bắt trước kìa. Ủa chơi game để đọc báo mà. Ừ đi gọi người ta đâu. Mày chơi game hồi nào hả? Thôi đi hả? Mẹ nói là thôi nha. Cái thằng này suốt ngày ăn hiếp em. Ngày nào mà con không ăn hiếp nó là con ăn cơm không được hay sao vậy hả? Con có ăn hiếp đâu, nó kiếm chuyện với con á. Con đang học, nó vô trong phòng nó xịt. Xịt mém mướt cái laptop luôn á. Mẹ mới vừa thấy thằng Quang nó cầm trái bóng rổ lên, nó rủ con đi chơi chứ gì. Thì con đâu có chơi đâu, con ở nhà mà. Tụi nó đi chơi, con đã quyết tâm hôm nay là sẽ học bài thật giỏi mà. Ờ hay ha. Được rồi, vậy bây giờ mẹ giữ làm chi đây nè. Con ngon lên lầu học cho mẹ coi coi. Đi đi. Riết cũng muốn học mà cứ bị làm phiền hoài à. Ai làm phiền con ở đây? Con đã muốn học á là tập trung học là được thôi. Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh nha con. Ủa ông nói vậy là sao? Ông không tin con hả? Bây giờ mình quyết tâm mình học á, cho dù trời sập mình có học được thôi. Ở đó mà làm màu. Bây giờ có gửi con lên chùa học không được là không được, chỉ được cái mạnh miệng à. Ông nói con mạnh miệng là sao? Nếu vậy hả, con lên chùa học, lên trên đó yên tĩnh, con sẽ học giỏi với ông coi. Cái gì? À, cái này là con nói nha. Được rồi, con lên chùa mà có học được nửa tháng là ông đi đầu xuống đất. Bà. Còn nếu mà không xong á, đừng có trách ông nghe chưa. Bà đi. Nếu nó lên chùa nó học được là ba đi đầu xuống đất là chết luôn á. Máu dột không nào. Thôi được rồi, con lên chùa con học. Nè, con tuyên bố đó nha. Được rồi, con muốn lên chùa chứ gì. Mẹ sẽ gửi con lên chùa. Nhưng mà trong vòng nửa tháng mà mẹ thấy con mò về đây á, là con coi chừng nha. Mẹ sẽ đá con ra khỏi nhà này cho coi. Hứa rồi nha. Sao? Người Việt Nam nói là làm. Người Việt Nam. Thì con nói thì con sẽ làm. Con sẽ đi cho mọi người tin rằng con. Dạ, con xin phép cả nhà con đi siêu thị. Con sẽ sao? Sao cả Lâm dữ vậy? Thì con sẽ làm được, nhất định là con sẽ làm được. Con chấp nhận hết tất cả thử thách của mọi người luôn. Con sẽ học giỏi, con sẽ học chăm chỉ cho ông coi. Sao tự nhiên cà Lâm dữ gì vậy? Quyên. Hứa rồi ngang. Lên trên đó phải ổ, gọi ba lên nha con. Ui da. Thôi điện thoại luôn rồi, tắt nguồn rồi nè. Thôi mọi người con đi. Học hành cho đàng hoàng đó. Nè, lên tới trên chùa rồi á, nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ăn chay cho đều đặn vô rồi học giỏi, đừng ngã mặn nha con. Dạ con biết rồi. Cuối cùng người Việt Nam nói là làm rồi. Cái liệt nhỏ này, ghẹo anh quá. Tạm biệt anh nha. Nè, lên đó yên tĩnh rồi ráng học nha con. Dạ. Thôi con đi đây. Con chào mọi người con đi. Nghe rồi, đi đi. Con đi nha mọi người ơi. Mẹ đã nói là nghe rồi, đi đi. Dạ con đi mọi người. Thằng cho đàng hoàng đó cái thằng này. Cuối cùng nhà cũng được yên tĩnh rồi. Cái con này. Nguyên ơi. Dạ. Nè cậu cầm theo cái này đi. Cái gì vậy chị? À, đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu á. Để khi nào có học mà đói thì lấy ra ăn. Nè cầm đi. Dạ cảm ơn chị. Dạ phiền chịu quá. Đâu có gì đâu, cố gắng học cho tốt nha. Nửa tháng sau gặp lại. Cố lên. Dạ cố lên. Cậu đi đi, đi cẩn thận nha. Dạ, chị vô nhà trước đi. Ừ, đi cẩn thận nha. Dạ. Cố lên. Cố lên. Đừng quay lại, không được mềm lòng. Nửa tháng nữa thôi, mình sẽ gặp lại được chị.
quên rồi. Mà giờ về nhà thì không được. Mẹ lén về. Em đã quên quyển sách tham khảo. À, trong nhà có ai không chị? À, mọi người đi hết rồi, chưa ai về hết á. Hên quá, chứ ba mẹ biết em xuống núi là chết em luôn á. Ủa anh Nguyên. Ủa, anh khỏe không? Anh khỏe. Ủa mà sao anh xuống núi sớm vậy? À, anh để quên đồ cho nên là về lấy. Nhớ là đừng nói với ai thấy anh nghe chưa? Dạ em biết rồi. Giỏi, anh đi nha. Bye bye. Cậu Nguyên ơi. Dạ, gì vậy chị? À, cậu cầm theo cái này đi. Ủa cái này là cái gì chị? Cái này là túi chườm nóng á, ở trên núi lạnh lắm, cậu xài cái này sớm hơn á. Em cảm ơn chị. Em phải đi rồi. Hẹn chị nửa tháng gặp lại nha. Ừ, tôi biết rồi. Cố lên nha. Dạ, nhất định. Thôi tôi vô làm việc nha. Dạ chị. Sáng mày mới gặp rồi mà. Như vậy là được rồi. Tới chùa là phải tu chứ. Được rồi, mình phải học. Chỉ có nửa tháng thôi mà. Chờ đến khi trăng khuyết là mình được về nhà rồi. Ủa? Ủa?
cậu để quên đồ hả? Dạ đúng rồi, em để quên đồ chú bút chì. Hả? Quên đồ chú bút chì thôi mà cậu về tận đây á hả? Dạ đúng rồi, tại em học toán ở trên chùa á, làm toán bút chì cho dễ xóa mà quên đồ chú. Thì ra là vậy. Em để quên cái cục sạc. Chuyến này á, cô thấy là thằng Nguyên có vẻ quyết tâm lắm á. Bữa giờ cô cũng rình dữ lắm mà cô không thấy nó đi về. Cái thằng cũng ngoan. Dạ, con cũng thấy vậy á cô. Nè, cô phải nhờ con đem tận lên núi cho nó lận. Làm phiền con quá. Dạ không sao đâu cô. Cô quên là con cũng từng sống ở trên núi hả? Thằng Nguyên nó kén ăn lắm, thành ra ráng giúp giùm cô nha. Đem lên trên đó cho nó xong á rồi đi về. Dạ con biết rồi. Dạ thôi con chào cô, con đi nha. Cảm ơn con nha, đi dạ. Cẩn thận. Dạ. Chút viết chì, gom, cục sạc, bút bi, thứ kẻ tai nghe. Mình quên gì nữa ta? À, bút chì. Đúng rồi, bút chì. Đúng rồi. Cái gì nè? Còn quên được gì nữa? Từ điển, cuốn từ điển. Ủa con sóc đường hay gì mà nó bay ghê vậy? Ừ, nhanh thiệt. Tôi để thức ăn của cậu ở trong phòng. Cậu ráng học hành chăm chỉ nha. Trời, sao lên mà không nói? Chị ơi chị, em đang ở trong nhà vệ sinh của chùa. Chị đợi em 5 phút nha, em có mặt liền. Nghe gì vậy chị nha chị? Chị Tâm Ý, sao rồi, cậu học tốt không? Dạ cũng được, chị yên tâm. Lâu rồi tôi mới được lên núi như vậy. Nó làm tôi nhớ đến kỷ niệm của ba với Tâm Anh ghê á. Vậy hả? Vậy mốt mình rảnh, hai chị em mình leo núi lên đây, sẵn để mình thư thái đầu óc luôn. Vui á. Cậu ơi lại học tốt nha. Dạ. Thôi cậu lên đi. Thôi để em đưa chị xuống núi. Thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà, cậu lên đi. Thôi đường đi xuống núi khó lắm, không biết đi là té, em té hoài à. Để em đưa chị đi.
Có chân hả chị? Thôi, cậu tiễn tôi tới đây được rồi. Cậu đi xa quá, lát mệt lắm đó. Em chạy cái bẹo cái lên liền à, nhanh lắm. Thôi, tôi tự đi được rồi mà, cậu lên đi. Với lại là em cũng phải nghỉ mệt chút xíu rồi em mới vòng lên. Thôi để em đưa chị đi thêm một đoạn nữa đi. Nha. Đi, 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 đi. Vậy đó. Thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Ý, chết rồi. Tới nhà luôn rồi. Thôi cậu đi nhanh nhanh đi coi chừng mọi người thấy á. Nhanh lên đi đi đi. Nhanh lên đi. Vậy em đi nha. Ừ. Mời người nữa gặp lại chị. Đi cẩn thận nha. Dạ. Đi đi, nhanh lên. Sao chưa đi nữa? Bộ cậu quên gì hả? Thôi, chắc em không lên chùa học nữa đâu. Em chỉ muốn học ở nhà thôi. Nhưng mà Quyên, Quyên. Bánh sớm thì ngon thì đó ba ha. Đó là làm bằng sớm hả ba? Mọi người con về. Ủa? Rồi Quyên. Sao lại vậy? Em ơi, Quyên về rồi nè. Cái gì? Cái gì vậy? Còn 10 ngày nữa mà, tại sao con về vậy? Dạ tại ở trên chùa mấy thầy tụng kinh hoài à, con học không được. Hả? Dạ đúng rồi, ở trên chùa mấy thầy ngày nào cũng tụng hết đó. Với lại trên đó không được ăn thịt ăn cá cho nên là sức khỏe cũng bị yếu. Con thấy là nhà mình là yên ắng nhất luôn á. Được rồi, có gan đi về thì có gan chịu phạt. Ây cha. Ủa chị dọn xong nhanh nhanh rồi mình đi học nha. Chẳng còn thời gian để